Giới thiệu với các bạn cái mẫu số lùi 2 cấp nhanh chậm. Hàng về rất là nhiều các bạn nhé. Đây. Cái này bên em có cả hai dòng dành cho máy 110 và máy 125. Đấy. Cốt nỗ 19 và cốt 17. Thì cái dòng số lùi này thì cái tỷ số truyền của nó thì đối với cái loại số 110 và 175 trở nên em đều khó. Tỷ số truyền của cái số chậm ấy thì nó giảm khoảng hơn 2 lần một chút. Đấy. Còn cái số nhanh ấy thì nó giảm hơn một tí. Nó giảm đi nhỏ hơn một tỷ lệ, nó khoảng 5/3 à 3/2 gì đấy. Đấy nó khoảng như vậy. Cái dòng này rất là bền các bạn nhé, dòng hai cần này rất là bền này. Từ trước giờ em bán rất là bền. Thì chuyên cái dòng hai cần này rất là bền. Đã được trải qua rất là nhiều. Thì các bạn là khi các bạn mua thì các bạn xem cái xe của mình ấy. Các bạn đo cái lỗ của cái xe. Đo lỗ thì đo cái cạnh lớn nhất ấy. Đo cái lỗ lớn nhất ấy, nó là lỗ 17 hay là lỗ 19. Nếu mà 19 thì mình mua theo cái số 19, còn 17 mình mua theo số 17. Đấy, các bạn đo cái đường kính lỗ của cái thằng đường kính trục nhông trước ấy, của cái thằng xe máy ấy, thì các bạn đo cái chỗ đường kính to nhất của nó là 17 hay là 19 thì các bạn lựa chọn nó sẽ dễ hơn. Chứ còn tùy theo xe, có những con xe 125 nó lại lỗ nhỏ, nhưng có những con xe 125 nó lỗ to, trục to, hoặc là những cái dòng xe Yamaha thứ tuy nó 110 nhưng trục nó lại to hơn, trục nó trục 19 cơ. Đây, mọi chi tiết thì liên hệ qua số điện thoại là 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Giá cả em xin để ở dưới phần mô tả sản phẩm.